Đó, chét miếng pate lên nè. Nó trứng cút. Có hành phi nữa cả nhà, hành phi chanh xôi nè. Tầm Mực Food chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Tầm Mực Food. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thần Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập ăn nguyên một mâm xôi mặn luôn cả nhà, mời cả nhà thưởng thức với Mập nha. Bữa giờ có mấy bạn kêu Mập là ăn xôi mặn đi á, và bữa giờ cũng lâu hết sức luôn rồi mà Mập không có ăn xôi mặn, với lại dịch nè, rồi đâu có mua xôi mặn ở ngoài ăn được đâu cả nhà. Hôm nay mua nếp về nấu xôi mặn. Ai thèm xôi mặn ăn với mập nha. Ở đây á, thì mập có nè, pate nè cả nhà, trứng nè, trứng trứng chiên á, rồi sắc sợi ra nè, rồi chả nè, chả này là chả quế nè cả nhà, nó cũng sắc sợi luôn. Cái này là lạp xưởng nhà mập bán nè đó. Còn cái này tôm khô nè, chả bông nè, trứng cút nè, rồi cái này nếp là xôi á đó. Mời cả nhà ăn với mập nha. Hồi từ dịch tới giờ đâu có ăn xôi mặn đâu cả nhà. Ở trên kênh của Mập thì cũng lâu rồi cũng không có làm cái clip xôi mặn luôn. Đây bây giờ Mập sẽ xịt tương ớt lên. Đó. Thiếu xịt thêm xôi nè, xôi ăn nó dễ ngán nên Mập lấy một tí thôi. Quan trọng là topping rồi này kia cả nhà. Đó, chét miếng pate lên nè. Nó trứng cút. Có hành phi nữa cả nhà, hành phi chanh xôi nè. Pate béo. Trứng cút. Xôi mập lại ít rồi cả nhà. Ngon thế nào. Xôi dẻo. Nó mua 35.000 một cái nếp. Trứng. Lạp xưởng cả nhà. Lạp xưởng này là lạp xưởng tôm mà bán đó. 220 một ký. Chà bông này. Ngon. Hôm nay ăn đơn giản đó nha. Nấu này cũng không có cầu kỳ lắm. Quan trọng là mua kiếm đủ nguyên liệu á. Tôm khô mà. Tôm khô 90 ngàn lạng. Giống bán hàng rong quá, báo giá giống bán hàng rong quá đó nha. Ngon. Ăn chơi chơi ngon cả nhà. Rồi ba tê ghét lên này ăn béo. Đó, xoài là dẻo nhẹ luôn. Ngon.
Sao anh nhiều không nổi, sao anh ngán. Đã. Còn con tôm khô bự nè. Sắc. Công nhận cả nhà gợi ý mấy cái món mà nói chung á nó cũng đặc sắc, nó cũng ngon chứ bộ. Nhờ cũng có nhà mà nó cơm mập cũng đa dạng món hơn. Ngon quá nhờ. Sẵn đây, ở trên đây mà cũng thông báo với nhà luôn. Là ai mua hàng của Mập á, ai mua đồ ăn của Mập á cái nhà. Mập giao được các quận luôn rồi đó. Nói chung quận nào cũng giao được bây giờ. Ở Sài Gòn người ta giao cho giao liên quận rồi cả nhà. Cho shipper giao liên quận rồi. Nên quận nào mà ba giao cũng được á cả nhà. Hổm giờ ai đặt mà Mập có hẹn á, cả nhà lên cái nhà đặt lên Zalo nhắn tin lại Mập nha, hoặc là điện thoại Mập nha. Bữa này không có cho. Bữa không cho shipper ra khỏi quận. Bây giờ trời ngon quá. Hơi ngán ngán rồi á, cũng sắp hết rồi. Đã quá cả nhà, quá trời đã luôn rồi, đang đói bụng nữa đó. Xịt miếng tương ớt. Ba tên này nào, bữa mà có bà chị ở bên Na Uy á cho 5 hộp mà Mập ăn còn 3-4 hộp luôn, 4 hộp bữa ăn có 1 hộp mà bây giờ lấy ra ăn nữa quá trời ngon luôn. Hình như bữa làm bánh mì là lấy ăn hộp á. Nó tơi xuất sắc. Chứ thường á thì mua ở Như Lan mà dịch này người ta đóng cửa, với lại đâu đi ở đó được đâu mua. Hên có ba tê này hoặc là mua ở trong siêu thị cả nhà. Người trong siêu thị không ngon, ăn được hả chứ không ngon. Topping là còn topping quá trời luôn. Tôm khô bự.
chả quế này. Hồi bữa ăn cái gì bánh nước á, còn dịch này á toàn là tận dụng mấy cái đồ mà cái gì ra mấy đồ ở nhà có sẵn mà, ở nhà ít ra đường á. Ở nhà đặt người ta giao lại thôi mà. Với lại chân gà đó nhà, chân gà mập mua về mập làm mập bán nè. Cũng đặt siêu thị á, rồi đặt Bixi đem lại. Chứ cũng không có gì nữa. Ở nhà đi siêu thị online á. Bê. Ở nhà mua chân gà mập á, an tâm. Mập đấy ở đâu có nguồn có gốc hết. Mập đấy Bixi á. Bữa thì 70.000 ký, hôm nay thì 60, ủa 59.000, 60.000 ký nữa nha. Có ai bán mà nói giá mình mua vô không? Chỉ có mập thôi. Ừ. Giờ rút xương hả, rồi làm xả rồi mình kia cực lắm trời. Mập môi về lần 20 kg gì đó, cái rút xương rồi luộc rồi ngâm cái nhà. Tại hồi là trước dịch đó mà đi siêu thị mà có quen cái em nếu như là lại nói chuyện với cái chị mà ở trong quầy thực phẩm á, quầy bán gà, nói là mai mốt em có mua em gọi ra chị đưa, nói người ta giao gấp cho em rồi em về em làm em bán, rồi người ta có chân gà người ta chờ cho mình, trong đó nói chung đồ sạch rồi với biết xa anh CB rồi này kia đó. Trời bán lợi ít một tí mà nó đồ nó sạch chứ nha. Ngon. Hôm nay ăn đơn giản clip hơi ngắn. Ngon đó nha. Ăn xôi mà nó hơi khô khan tí nhưng mà cái bản chất của xôi nó vậy rồi. Nó nói chung nó hơi ngán nên Mập lấy ít xôi thôi, nói chung ăn vừa đủ cả nhà. Ăn chơi mà. Thì hôm nay Mập làm xôi mặn ở nhà, xôi mặn với tất cả mấy cái loại mà topping của sao mặn luôn, nói chung cũng đầy đủ á, thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ Mập cái món sao mặn hôm nay nha. Còn nếu mà ai có góp ý gì á thì bình luận phía bên dưới nha cả nhà. Còn nếu mà thấy Mập ăn hấp dẫn nè, thấy Mập trình bày đẹp mắt thì cho Mập một like nha. Còn nếu mà ai chưa đăng ký kênh ủng hộ Mập nghe cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đăng xong rồi kết thúc clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã giờ để xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc là 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye.